Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Theo quy chế giữa Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hai cơ quan sẽ phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, các đề án, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và Ủy ban Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Phối hợp chỉ đạo doanh nghiệp trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, v.v. Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham vấn ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với các nội dung cấp thiết liên quan đến lợi ích chung của người dân, doanh nghiệp, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình tổ chức quán triệt tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và ban hành.